Thế là tuần sau mình chính thức chơi một campaign D&D dài tập ông nhỉ? Ờ đúng rồi không? Tôi chuẩn bị cũng hòm hòm rồi. Tôi nghĩ là bọn sẽ thích campaign này. Vậy là bọn tôi cứ tự tạo một nhân vật như là khi chơi one shot, rồi thứ năm tuần sau mang đến vào câu chuyện luôn đúng không? Ấy, chưa. Mình còn phải cùng tất cả mọi người làm session 0 đã. Session 0 là gì ông? À đúng rồi, bọn ông mới chơi nên có thể chưa biết. Lỗi tôi. Trước khi chơi một game nhiệm vai dài tập thì những người cùng chơi thường và rất nên ngồi với nhau một buổi, gọi là buổi thứ 0, nghĩa là trước cả buổi thứ nhất đấy. Trong buổi session 0 này thì những người chơi sẽ cùng bàn với nhau phong cách chơi của mình là gì, bàn về chủ đề và tông giọng của game, và bàn về những thứ mà mình muốn hay là không muốn xuất hiện trong game. Tại vì đây là một game dài mà tất cả bọn mình đều đầu tư thời gian vào chơi với nhau, mỗi tuần chơi vài tiếng, chơi lên đến vài tháng. Cái buổi session 0 này sẽ là lúc để đảm bảo trải nghiệm của mọi người khi chơi với nhau là thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Nhất là trong một cái game nhập vai như thế này, khi mà những cái hành động của nhân vật mình làm và những chủ đề xuất hiện trong game khá gần với đời thực. Vậy buổi session 0 sẽ khoảng bao lâu nhỉ? Cũng nhiều thứ để bàn đấy ông ạ. Để tôi lấy cái ghi chú của tôi nhé. Bàn về tỷ lệ roleplay combat bọn mình muốn có trong game này, nghĩa là trong game mình muốn chú trọng vào việc nhập vai hơn hay chú trọng vào combat bùm bùm hơn, rồi mình muốn câu chuyện thẳng đuột tuyến tính hay là mông lung sandbox nhiều lựa chọn hơn, rồi chia sẻ spotlight như thế nào. Trong một cái session mình muốn tất cả các cảnh trong game là đều có tất cả mọi người cùng chơi, hay là mình có thể dành một nửa hoặc 1/3 session chỉ tập trung vào một nhân vật của một người chơi và giải quyết cái backstory của nhân vật đấy. Từ khi mà người chơi không đồng ý với cách DM xử lý một tình huống hay không đồng ý với cách hiểu luật của DM thì giải quyết như thế nào, nên bàn sẵn một cái kênh để người chơi phản ánh với DM. Rồi nữa, bàn xem người chơi có nên đưa ra những ý tưởng về cốt truyện chính cho DM không, hay cốt truyện chính cứ để DM lo, còn người chơi chỉ lo việc chơi nhân vật mình thế nào cho hay nhất có thể thôi. Trong session 0, các người chơi và DM cũng sẽ ngồi cùng tạo nhân vật với nhau để trao đổi ý tưởng và dung hòa các backstory của các nhân vật với nhau, hay là backstory của nhân vật với một phần nào đó của cốt truyện chính luôn. À, có phải như mấy cái backstory đôi mà ông đọc ở trong mấy cái video gần đây không? Mấy cái backstory đôi từ server Discord Funky Dungeon Master, nơi chúng ta chơi D&D cùng nhau và cùng phát triển một cộng đồng chơi D&D lành mạnh ở Việt Nam. Phải không ông? Đúng rồi. Đấy ông thấy không? Toàn là những chủ đề cần thiết cả. Thế nên là session 0 có thể dài hoặc ngắn tùy vào nhóm chơi, và mình cứ lên bàn cho đến khi nào mọi thứ đều ổn thỏa thì mới bắt đầu chơi. Nhưng thà mất thời gian từ đầu làm session 0 còn hơn mất thời gian sau này giải quyết những xích mích và hiểu lầm không đáng có, vừa đứt mạch chơi vừa có thể làm rạn nứt tình bạn. Và qua cái thời gian session 0 này, nếu mà mình thấy cái nhóm chơi của mình phù hợp thì có thể chơi với nhau, nhưng nếu mình thấy không phù hợp thì hoàn toàn có thể tìm nhóm chơi khác, tìm người dẫn khác, tìm người chơi khác, không vấn đề gì cả ông ạ. Ủa nghe cái như tìm người yêu ấy ông nhỉ? Ừ thì thực ra mối quan hệ tình yêu rồi bạn bè hay công việc gì lâu dài ấy chẳng vậy, có cái thời gian để ngồi nói chuyện với nhau trước xem mình có hợp nhau không là cách văn minh lịch sự nhất của mình á. Ok ông, vậy tuần sau gặp lại ông cùng với cả lũ nhá, rồi mình làm session 0. Ok.